phải khẳng định bằng tiêm chủng vaccine, tỷ lệ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm có vaccine dự phòng đã giảm đi hàng chục đến hàng trăm lần. Tuy nhiên, theo thống kê của Trung tâm Quốc gia theo dõi phản ứng có hại của thuốc, đến cuối tháng 7 năm 2015 đã xuất hiện nhiều phản ứng có hại khi dùng vaccine. Trong đó có tới 16 trường hợp có phản ứng sốt, nổi mề đay, sưng đau chỗ tiêm sau khi dùng vaccine phòng dại Abhirab của Ấn Độ, số lô ABI6 15BP, số lô dung môi SCS VBA0214. Ngoài ra có 6 người đỏ da, tím môi và đầu chi, khó thở, chóng mặt sau khi dùng Suntat 1g, là một hoạt chất kháng sinh Cefotaxime, sản phẩm của Zedis Pharmaceutical, lô 111-5004E. Ba người có khó thở, rét run, mạch nhanh sau khi dùng thuốc gây mê Donestone, lô Ikazi 10. Trong danh sách này có cả chuỗi hai người bị lạnh run, sốt, tụt huyết áp sau khi được sử dụng thuốc cản quang để chụp chiếu chuẩn đoán. Chuỗi phản ứng kể trên xảy ra trong thời gian ngắn và thuốc đang nghi ngờ nằm trong cùng lô của nhà sản xuất.